Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh là bậc thiên tài trong việc phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài. Cách dùng người của Bác thể hiện thái độ trọng thị, tầm nhìn minh triết, lòng nhân ái bao la và tư tưởng đại đoàn kết cao cả. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, kháng chiến và xây dựng đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng việc tập hợp, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài. Bác khẳng định, kiến thiết cần có nhân tài, cách mạng cũng cần có lực lượng của trí thức. Trong xây dựng xã hội chủ nghĩa, lao động trí óc có một vai trò quan trọng và vẻ vang. Do vậy, Đảng và Chính phủ vừa phải giúp đỡ cho thế hệ trí thức ngày càng tiến bộ, vừa phải ra sức đào tạo thêm trí thức mới, những trí thức chính tâm và thân dân. Bác luôn nhất quán tiêu chí lựa chọn nhân tài, đòi hỏi sự hội tụ cả hai yếu tố, đức và tài, nhưng không câu nệ thành kiến về thành phần xuất thân hay bài trừ những tư tưởng khác biệt với số đông đến mức cực đoan. Theo bác, việc dùng nhân tài, ta không nên căn cứ vào những điều kiện quá khắt khe, miễn là không phản lại quyền lợi dân chúng, có lòng trung thành với Tổ quốc là có thể dùng được. Tài to, ta dùng làm việc to, tài nhỏ, ta cắt làm việc nhỏ. Ai có năng lực về việc gì, ta đặt ngay vào việc ấy. Biết dùng người như vậy, ta sẽ không lo gì thiếu cán bộ. Chính nhờ thái độ trọng thị, tầm nhìn minh triết, lòng nhân ái bao la và tư tưởng đại đoàn kết cao cả về trọng dụng nhân tài, bác đã thu hút được rất nhiều người có tài, có đức cho sự nghiệp kiến quốc và bảo vệ đất nước. Bản thân bác là một tấm gương sáng ngời về đức hy sinh, không màng danh lợi, suốt đời phấn đấu quên mình cho đất nước và nhân dân. Điều đó đã góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước và lòng tự trọng của những trí thức nhân tài, lôi cuốn họ hòa mình vào chủ nghĩa yêu nước. Nhờ đó, trí thức Việt Nam đã tập hợp đoàn kết, trở thành một đội ngũ hùng hậu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kế thừa quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận về vấn đề này. Coi đây vừa là nhiệm vụ quan trọng cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ chiến lược thường xuyên và lâu dài. Đặc biệt trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra ngày càng sâu rộng trên quy mô toàn cầu như hiện nay. Nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã nhấn mạnh, đặc biệt chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp từ trung ương đến cơ sở. Tiếp tục định hướng này, văn kiện Đại hội 10-11 của Đảng đã chỉ rõ, xây dựng và thực hiện chính sách phát triển và trọng dụng nhân tài, thu hút nhân tài vào những lĩnh vực quan trọng, không phân biệt người trong Đảng hay ngoài Đảng. Văn kiện Đại hội 12 của Đảng nhấn mạnh đến việc thực hiện chính sách nhân tài trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Và gần đây, kết luận số 21 KLTU ngày 25 tháng 10 năm 2021 tiếp tục đặt ra yêu cầu về xây dựng cơ chế phát hiện, lựa chọn, trọng dụng nhân tài, cán bộ có năng lực nổi trội, cán bộ trẻ để đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung nguồn cán bộ cho Đảng. Truyền thống tiến cử hiền tài, chăm lo việc gây dựng nhân tài trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, hoàn thiện và nâng tầm thành nghệ thuật dụng nhân bằng nhãn quan chính trị sắc bén, trí tuệ mẫn tiệp trên tinh thần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tư tưởng ấy của người là kim chỉ nam, chỉ dẫn quý báu, được Đảng và Nhà nước ta vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa thành các chủ trương chính sách lớn nhằm phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài.